Thứ ba tuần thứ bảy mùa phục sinh, lễ Đức Bà đi thăm viếng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Trong những ngày ấy, bà Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Khi bà Elizabeth nghe lời chào của bà Maria, thì thai nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elizabeth được đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và người con trong lòng bà được chúc tụng. Bởi đâu tôi được mẹ của Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì thai nhi nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Khi ấy bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn nữ tỳ Chúa. Vậy từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa giơ cánh tay ra oai quyền lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những người quyền thế, và nâng cao những người hèn mọn. Chúa đã cho người đói khát no đầy thiện hảo, và đuổi người giàu có trở về tay không. Chúa phù trợ Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà mình. Suy niệm lòng bác ái mau mắn. Sau khi được sứ thần báo tin, mẹ Maria nhanh chóng lên đường đến thăm bà Elizabeth. Dù đường xa hiểm trở hay thể trạng của bản thân cũng không ngăn được lòng bác ái đang cháy bừng của mẹ. Cái nhìn chăm chú vào tha nhân và những nhu cầu của họ là điều được nhận thấy nơi mẹ Maria. Trong một thế giới đang mãi miết đi tìm sự chữa lành cho những vết thương chưa liền da bởi đại dịch và chiến tranh, nơi những tâm hồn thống khổ đang khát mong được yêu thương và chăm sóc, nơi những cuộc đời bất hạnh vẫn còn bị lãng quên và thờ ơ, thì lòng bác ái đi bước trước của mẹ Maria thật đáng trân quý và đáng để noi theo. Đó chính là một phương dược chữa lành và là ánh sáng soi đường cho mọi chúng ta trong thời đại hôm nay. Đến với mái trường Đức Maria, chúng ta học cách buông bỏ cái tôi vị kỷ đang che khuất tầm nhìn tới tha nhân. Với một nhãn quan mới, chúng ta nhận biết được những nhu cầu của tha nhân và mau mắn giúp đỡ họ như cách Đức Maria đã làm, đồng thời vượt ra khỏi làng phân cách là nỗi sợ thiệt thân, sự e dè và tính ích kỷ đang cố hữu bên trong tâm hồn chúng ta. Lạy mẹ Maria là mẫu gương chói ngời của lòng bác ái, xin ban ơn nâng đỡ và chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Ngõ hầu chúng con luôn biết ra khỏi bản thân mà tiến đến sẻ chia cùng tha nhân. Amen.